Lại là em đây. Em sẽ đi tiếp vào cái câu hỏi số 14 nhé. Mình ly self test. Bắt đầu nhiều chữ hơn từ tí rồi đó. Mình theo câu đi mà nó sẽ hỏi là ask for money nè. Nó đòi hỏi tháng năm. Total là 3 cái. Có được sell test của cái thằng thằng stay là 4%, county là 2%. Nếu mà tổng của nó được hiểu là tổng test nó là 6%, 6% cộng lên nó là 106% là 1.06, đúng rồi. Vậy ở đây em có thể hiểu cái thằng S này nè là thằng sale ở đây, còn thằng T là thằng total collected là để tìm thằng sale. Ok, hiểu. Không dài dòng, bắt đầu chương trình thôi. Gọi biến đầu tiên. Ở đây nãy nhớ là nó kêu minh theo năm. Minh năm thì mình sử dụng cái data size của nó là string. String minh thôi. Rồi year. Rồi còn year, đúng không? String min in year, rồi còn lại là số thì mình lấy double. Hồi nãy có s có t nè, còn có thằng sell text. Còn thằng nào nữa? Sell tax. Rồi cái còn cái thằng county tax nữa. Nhiều biến nha. Rồi còn sell tax, county tax, thằng total nữa. Total tax. Gọi nó là total tax đi. Còn thiếu gì đâu ta? Sao chúng ta? Anh trai string word, string không có string ghi thường. Những cái mà string in double đồ tất cả đều ghi thường hết, nó là keyword, nó thuộc về keyword. Keyword đều ghi thường cả. Ok, bắt đầu nãy nói là yêu cầu phải xuất tháng xuất năm trước thì bắt đầu CL nó ra enter mình vậy thôi. Xem nó ra enter year. Hợp lý. Ồ, đã có nhập thì phải có nhập chứ đúng không? See in cái mình của nó. Còn ở này cũng see in cái gì của nó. Ây da, in được mình với dìa rồi thì cuối cùng nó hỏi là total tax. In chứ nhập còn nó mình phải nhập cái giá trị ban đầu, đó là total collection, đó là cái thằng t nhập vô, tại có thằng t rồi mình thằng s nó phụ thuộc cho thằng t, thằng county tax cũng phụ thuộc vô,
Hiện đây em sẽ share một cái nữa, đó là enter anh gì đây, total collection. Total collected, cho dấu hai chấm đồ cho nó nghệ thuật. Có sai gì không? Rồi bắt đầu see in cái thằng này là thằng T, đúng không? Enter cái toàn total collected, cái thằng đó là thằng T. Rồi bắt đầu tính toán đây. Nó có S bằng T chia cho S bằng T chia cho 1.06. Tại sao nó ra 10? Ok, còn cái gì nữa? Nó nói cái thằng stay stack này nè, thì nó bằng 4% của cái thằng sale. Stay stack 4%, tại bán được bao nhiêu là lấy cái phần, lấy cái stack của, lấy cái thuế của nó dựa trên cái số sản phẩm bán đó, đúng không? Vì em sẽ có được nó là stack của nó sẽ bằng 0.54%. Quên lộn, khùng, não uống thủy rồi. Nhân cho hồi nãy mới nói xong nó lấy của cái thằng sale à, sale là thằng S. Vì là em sẽ có được cái thằng face tag rồi, còn cái thằng country county chứ. Đó. Ôi trên sao gì ta? Taste. Ủa nó là stay mà, chứ không phải sale tag đâu. Ở dưới nó sẽ là county tag. County tag hồi nãy coi là bao nhiêu? 2%. 0.02 nhân cho S. Đó, quá hợp lý. Rồi cuối cùng tính nó thằng total tax thôi. Cái thằng total tax ở của mình đó thì nó sẽ bằng tổng cái thằng tay xíu thằng cao tì thôi. Tổng thì mình cộng lại cao tì tax. Còn gì nữa không ta? Sáu phần trăm này là cộng hai cái dưới rồi, là lại tìm sáng. Ok, cuối cùng thì mình in ra CL mà để làm này thì cái file mình đầu tiên mình này. Đúng không? Rồi nhập cái thằng mình vô. In nó lại, vậy là em có được in thằng in rồi. In cái dấu ngang, in cái dấu sẹt ngang nữa. CL nó ra tiền. Ok, tiếp theo là cái thằng total collected. Total collected thì nó sẽ, nó đâu rồi? Thằng total collected của nó là thằng T, đúng không? Nó là T. Tìm mà thằng T xong rồi tới total collected, tới county sale. Ủa tới sale chứ, tới sale sale là S.
đúng không? Rồi cuối cùng tới tới County Sales Tax. County Sales Tax. County Sales Tax nó là County. County Tax. Rồi tiếp theo nó là State Sales Tax. State Sales Tax. Quá nhiều luôn. Còn này là State Tax. L. Cuối cùng là Total Sales Tax. Kèo. Total Sales Tax. Đây là Total Sales Tax. In. Cuối cùng return nó, cuối cùng là return nó lại. Ok, bắt đầu chỉnh đốn lại xíu. Mình thì không cần. Ok. Ui, enter mình. Mình ở đây em có là October. Yeah, không đi. Total collector của em có được là 26572. 26572.89. Ok, lúc này em có được mình October. Total collected này sale 25.000. County sale, state sale, city sale. Mọi thứ đều xinh đẹp. Xong. Quá hợp lý. Quá hợp lý. Quá hợp lý mấy anh trai ơi. Đó, còn gì nữa đâu mà khóc chết sao. Ok, vậy là xong bài tập này rồi. Hẹn mấy anh trai vào video tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo nhé. Peace.